Không, em không đi đâu đâu. Em đợi anh về nhá. Đợi về đâu? Em bị hâm à? Thì em đợi anh về. Ủa thì em đang làm gì ấy? Em đi làm thủ tục vay mượn á. Để làm gì? Em đi vay Tổ quốc để được gặp anh. 1 giờ 1 phút.